Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bà Nội Emily. Hôm nay mình để hướng dẫn các bạn móc một chiếc túi như thế này nhé. Các bạn chuẩn bị len sợi, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Hôm nay mình sử dụng những cái màu như thế này. Các bạn có thể chọn màu sắc tùy ý. Các bạn cầm sợi lên tay, cuốn quanh vào ngón tay một vòng, kẹp ngón út lại, đưa cây kim kéo sợi, móc vào đây một mũi đầu tiên, kéo rút cho vòng tròn bên trong nhỏ lại. Bây giờ mình sẽ móc 3 mũi móc xích. Quay kim móc lấy mũi giả, đưa kim xuống vòng tròn, móc một mũi móc kép. Mình sẽ móc tiếp một mũi xích, rồi lại đến một mũi kép, cho đến khi trong cái vòng tròn này mình móc được 8 mũi móc, mình sẽ dừng lại một mũi xích này, một mũi kép này. Các bạn thực hiện 8 lần liên tiếp. Sau đó móc một mũi móc xích, kéo cái dây cho vòng tròn bên trong nhỏ lại. Bây giờ mình kết hàng vào cái sợi dây xích này nhé. Kéo một mũi móc trượt. Vậy là mình đã móc xong một cái vòng tròn thứ nhất với 8 cái mũi móc kép như thế này, mỗi một mũi cách một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ thay sợi để móc một hàng tiếp theo nhé. Đưa kim. Mình sẽ thay cái sợi màu hồng ở đây. Đưa kim, kéo cái sợi qua, buộc cái sợi màu xanh với màu hồng vào với nhau nhé. Đây, cái xanh dài này, mấy hồng này, buộc vào với nhau. Các bạn cắt cái sợi màu xanh này đi, đưa cái sợi dây thừa lên trên này. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào đây 3 mũi móc xích. Quay kim móc lấy mũi giả, đưa kim vào chân của cái ô mũi móc xích đấy. Chúng ta móc một mũi móc kép thứ nhất, mũi móc kép thứ hai, tiếp tục móc một mũi xích. Quay kim móc lấy mũi giả, móc vào cái chân mũi tiếp theo này, 3 mũi móc kép, 1 2 3 mũi kép. Bây giờ lại móc một xích, rồi lại đến 3 kép, 1 2 3 mũi kép, một xích, rồi đến 3 kép vào cái ô tiếp theo, 1 mũi 2 mũi 3 mũi, một xích. Các bạn vừa móc vừa kẹp cái sợi chỉ thừa vào nhé. 1 2 3 mũi, một mũi móc xích. Cứ vậy các bạn móc cho đến hết hàng móc nhé.
một xích. Đến đây mình còn một ô nữa, một mũi, hai mũi, ba mũi, một mũi xích. Sau đó kết hàng. Kết hàng mình sẽ đưa vào cái dây xích này, kéo một mũi móc trượt. Đây, mình đã được một cái hàng thứ hai. Bây giờ lên hàng tiếp theo, mình sẽ trượt mũi vào đây, trượt vào mũi thứ nhất này, mũi thứ hai, đến vào cái sợi dây xích ở hàng dưới này, mình đưa kim vào đây. Bây giờ mình lại thay sợi nhé. Các bạn cầm cái sợi vòng trắng lên tay, đặt vào cái vị trí chúng ta cần chuyển sợi, kéo qua một mũi. Bây giờ mình lại buộc màu trắng với màu hồng vào với nhau. Đưa hai cái sợi thừa lên trên. Bây giờ mình sẽ móc vào đây 3 mũi móc xích 2 này, 3 mũi móc xích. Quay kim móc lấy mũi giả. Bây giờ là mình sẽ móc vào cái chân mũi móc xích này, là cái mũi móc xích ở hàng dưới đấy. Các bạn kéo hơi cao lên nhé, các bạn đừng kéo quá ngắn nhé. Ở đây mình sẽ móc 2 mũi móc kép như thế này, rồi lại móc một mũi móc xích, tiếp tục móc hai mũi móc kép chung vào một cái ô như thế này nhé. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai. Đấy, một cái ô này mình sẽ móc hai cái cụm như thế này, một cái cụm này là hai mũi kép này, đây cũng hai mũi kép này, ở giữa là một mũi móc xích này. Tiếp tục sang bên đây nhé, chuyển sang bên đây thì ở cái ô giữa này thì mình sẽ móc một mũi móc xích vào đây, móc sang cái ô này một mũi kép thứ nhất, mũi kép thứ hai, sau hai mũi kép lại là một mũi móc xích, tiếp đến là hai mũi móc kép chung vào một chân nhé. Một mũi, hai kép chung vào một chân đây, sau đó lại móc một mũi xích, rồi lại đến hai kép, một xích, hai kép chung vào một chân, một kép, hai kép, một xích. Đến đây cứ ở cái ô như thế này thì móc một cái cụm như này nhá, một, hai. Cứ móc hai kép một xích, hai kép một xích. Cứ như vậy lặp lại 8 lần liên tiếp cho đến hết hàng nhé. Các bạn cứ móc đi nhé. Chúng ta đưa kim vào đây, kéo qua một mũi trượt. Sau đó mình sẽ trượt vào cái điểm giữa này nhé. Mình sẽ trượt một mũi đầu tiên này, đến mũi thứ hai là vào cái ô giữa như thế này. Bây giờ mình mới thay sợi. Các bạn cầm cái sợi dây chúng ta cần thay vào đây, kéo qua một mũi. Bây giờ buộc hai cái sợi
màu xanh và màu trắng vào với nhau. Lên hàng móc này, mình sẽ móc một mũi móc xích, sau đó móc 7 mũi móc kép vào cái ô như thế này nhé. Bây giờ mình sẽ đưa kim vào đây, móc một mũi móc đơn. Thế. Đến cái ô tiếp theo, chúng ta lại móc một cái họa tiết như thế này nữa nhé. Chúng ta lại móc 7 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 mũi móc kép. Đưa kim vào cái ô móc này, móc một mũi móc đơn. Cứ như vậy chúng ta lặp lại cho đến hết cái hàng móc này. Vào đây 7 mũi móc kép. Móc đến đây chúng ta sẽ kết hàng vào cái ô này nhé. Một mũi móc trượt, thế là mình đã được một cái hình như thế này, rất là đẹp. Tiếp tục hàng tiếp theo, mình sử dụng màu trắng nhé. Ở cái hàng móc này, mình sẽ kéo sợi bằng cái dây màu trắng này, đưa vào đây. Đưa kim vào đây, kéo qua một mũi móc trượt. Lên hàng mình sẽ móc 1 mũi, 2 mũi, 3, 4 mũi. Mình sẽ móc thêm 2 mũi móc kép đôi vào cùng cái chân mũi móc xích vừa móc. Ở đây có 7 chân mũi, 1, 2, 3, 4 thì mình móc vào chân thứ 4 này. Móc vào nửa mũi như thế này nhé. Móc 1 mũi, móc đơn như thế này. Sang đến đây mình móc mũi, móc đơn. Móc đơn thứ 2 này. Mũi thứ 3 này. Mũi thứ tư này,
mũi giữa này, mũi thứ 5 này, mũi thứ 6, đến mũi thứ 9. Quay cái móc lấy mũi giả. Bây giờ mình lại móc vào cái điểm giữa này. Một mũi kép đôi thứ nhất. Mũi kép đôi thứ hai. Mũi kép đôi thứ ba. Tiếp đến là 3 mũi xích. Tiếp tục lại móc 3 mũi kép đôi chung vào cái chân này nhé. Mũi thứ nhất. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Sau 3 mũi móc kép này thì mình lại đếm 1, 2, 3 và móc đến cái chân thứ tư nhé. Ở điểm này móc 1 mũi móc đơn. Ở phần này mình tổng cộng sẽ móc 9 mũi móc đơn và móc vào cái nửa sau như thế này nhé. Thứ nhất. Ta có 9 mũi móc đơn. Tiếp tục quay kim móc 2 lần, lại móc vào cái điểm này 3 mũi móc kép đôi. 1 mũi. 2 mũi. 3 mũi. Sau đó là 3 xích. Tiếp đến 3 mũi kép đôi chung vào một ô như thế này. Một. Hai. Ba mũi. Bây giờ lại đếm 1, 2, 3 và đến chân thứ tư nhé. Móc 1 mũi đơn ở đây. Ra đến đây chúng ta lại móc tiếp 8 mũi móc đơn nữa để cho thành 9 mũi ở đây. Tương tự như vậy các bạn móc các cái cạnh còn lại nhé.
1, 2, 3, móc vào ô thứ tư. Một đơn, hai đơn, ba mũi đơn, bốn mũi đơn, năm mũi đơn, sáu mũi đơn, bảy, tám, chín mũi đơn. Đến đây chúng ta lại móc 3 mũi khép đôi vào chung cái ô này nhé. Bây giờ lại móc 3 mũi móc xích. Mình sẽ kết hàng vào đây. Kết hàng vào cái dây này. Kéo một mũi móc trượt. Vậy là mình đã móc xong được một cái hình vuông. Bây giờ mình sẽ móc một hàng tiếp theo. Mình sẽ trượt mũi ra đến đây nhé. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, đến mũi thứ ba thì móc vào đây. Cắt sợi màu trắng đi. Bây giờ lên hàng móc tiếp theo. Mình sẽ móc vào đây 3 mũi móc xích. 1, 2, 3 mũi móc xích. Mỗi một chân mũi mình lại móc một mũi móc kép vào đây. Đến cái đầu này mình sẽ móc 3 mũi kép chung vào một ô nhé. Sau 3 mũi kép là 3 mũi xích. Rồi tiếp đến lại móc 3 mũi móc kép chung vào cái ô này. Đi đến đây, mình lại móc mỗi một chân mũi một mũi móc kép. Một mũi, hai mũi, ba mũi, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. Cộng với 3 mũi ở cái đầu này thành 18 mũi nhé. Bây giờ thêm 3 mũi ở đầu góc thành 21 mũi.
1 2 3 mũi. Đấy. Tổng cộng ở cái đường này mình có 21 mũi móc kép. Bây giờ mình lại móc 3 mũi móc xích. Rồi đến đường này chúng ta lại móc giống hệt như cái hàng này nhé. Lại móc đủ 21 mũi móc kép. Bắt đầu đếm từ đây. 1 mũi. 2. 3. Rồi đến đây nhé. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 21 mũi. Đã móc xong một hàng. Và bây giờ là 3 mũi móc xích. Đến đây nhé, chúng ta móc giống hệt những cái hàng vừa móc. Và các bạn cứ thế móc hết cho mình nhé. Khi móc hết hàng móc này thì lại đến đầu này nhé, mình sẽ vẫn móc 3 mũi móc xích. Móc vào cái góc này 3 mũi kép. Giờ kết hàng vào cái sợi này, các bạn có thể kết vào đây cũng được này. Vậy là mình đã hoàn thành xong một cái hình vuông. Các bạn cắt chỉ dấu sợi đi nhé. Khi móc hết hàng móc này thì lại đến đầu này nhé, mình sẽ vẫn móc 3 mũi móc xích. Móc vào cái góc này 3 mũi kép. Đi đến đây, mỗi một chân mũi mình lại móc 1 mũi móc kép. Đây. Ở đây là cái mũi móc trượt lúc nãy thì chúng ta móc nó hơi khó, các bạn đưa kim cả vào đây nhé. 2 này. Bây giờ kết hàng vào cái sợi này, các bạn có thể kết vào đây cũng được này. Chúng ta cần móc ra hai miếng có cái kích thước giống nhau, còn hoa văn các bạn có thể thay đổi cũng được nhé. Đây, mình móc ra một miếng như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ kẹp hai cái miếng móc này vào với nhau. Mình sẽ để hai mặt trái vào với nhau. Mình sẽ đưa kim vào đây, kéo cái sợi qua, các bạn vắt cái sợi lên trên nhé.
móc một mũi. Ở đây mình sử dụng mũi móc đơn để móc thôi. Viền cho hết nhé, hết cái cạnh này. Khi móc viền đến cái mũi ở góc này, mũi ở góc này nhé, thì các bạn hãy móc như thế này nhé. Một mũi, hai mũi, ba mũi, bốn mũi. À, cái viền góc này mình sẽ móc 4 mũi móc đơn nhé. Sau đi đến đường này thì chúng ta lại ráp như bình thường nhé. Đến đây lại móc như bình thường. Mỗi một chân một mũi. Các bạn móc đi nhé. Khi móc được đến đây nhé, đến cái phần đầu này thì mình lại móc vào đây một mũi. Khi ráp ba cái cạnh này vào với nhau, mình được một cái ô như thế này. Tiếp tục mình sẽ lên hàng để móc tiếp cho cái túi dài hơn một chút nhé. Đây. Bây giờ mình sẽ móc lên một mũi, hai mũi, ba mũi móc xích, quay kim móc và móc ngay vào cái chân mũi này một mũi móc kép. Đấy. Tiếp tục sang cái chân tiếp theo móc bằng mũi móc kép. Ở cái hàng móc này mình sẽ sử dụng mũi móc kép để móc. Khi móc đến mũi cuối này, các bạn móc vào đây một mũi nha. Rồi kết hàng vào cái dây đầu và cái mũi này đến đây nha. Kết hàng vào đây. Mình sẽ đưa kim vào đây. Kéo một mũi móc trượt. Vậy là mình đã lên được một cái hàng thứ nhất cho chiếc túi ở cái phần miệng túi đấy. Bây giờ mình sẽ móc tiếp. Lên hàng mình lại móc 3 mũi móc xích. Lại tiếp tục móc ngay vào cái chân mũi móc xích này. Hàng này vẫn móc mũi móc kép nhé. Mỗi một chân mũi, các bạn móc một mũi móc kép cho mình. Mỗi một chân mũi, các bạn móc một mũi móc kép, móc cho đến hết hàng móc. Ở dưới chúng ta có hoa văn rồi thì hàng móc này chúng ta không cần móc hoa văn nữa.
cứ thế các bạn móc đi nhé. Sau khi móc được 3 cái hàng móc, mũi móc kép tiếp theo cho cái phần từ chiếc miệng túi này. Bây giờ mình sẽ sử dụng một hàng mũi móc đơn vào đây này. Lên một mũi móc xích nhé. Sau đó móc vào cái chân mũi bên cạnh này. Hết hàng móc này mình toàn móc bằng mũi móc đơn thôi. Các bạn móc đi nhé. Mình sẽ móc vào đây một cái khuy. Vừa hết sợi. Phần này các bạn có thể móc quai hoặc là đính quai gì tùy ý nhé. Bây giờ các bạn có thể thêm cái quai mà các bạn thích vào. Mình sẽ khâu cái quai này vào đây. Vậy là mình đã hoàn thành xong được chiếc túi. Túi nhỏ nhỏ xinh xinh. Chúc các bạn thành công nhé. Các bạn có gặp khó khăn gì ở phần móc
cứ viết vào bình luận, mình sẽ giải đáp sớm giúp các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo từ mình. Xin chào.